trong một thời gian khoảng 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 sợ như vậy, ok là 700 bitcoin đã được mua, ok à, 50, với con giá là 55.000 55.000 đô la 55.000 đô la một một đồng như vậy, ông này ông còn mua cao hơn mình nữa <laughs> tiếp tục thế Vừa rồi như vậy rõ ràng là ok thằng Đức 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 nó đem Bitcoin ra nó bán 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 bán. Ok, nhưng mà ở trong một nước Đức như vậy cũng khá là nhiều con người thì đây là một người có thể gọi là người khôn. Ra nói như vậy, mày đem đi bán Bitcoin có nghĩa là mày rất là ngu 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 ngu. Mày đang đi đổi cái đồng cái một cái tài sản hiếm nhất trong lịch sử loài người nó chỉ có 21 triệu đồng thôi so sánh với 8 tỷ người như vậy và nó đã mất 3 tới 4 triệu lúc ban đầu rồi. Mày đem đi mày đi bán như vậy để mày lấy cái đồng tiền tệ. Nhưng mà mày có một cái máy in mà mày có thể in ra cái đồng tiền mất máu mày đem đi bán để chi những cái đó là những cái câu chuyện mà vừa rồi như vậy. Ok, uh, BlackRock gọi cho uh, tổng thống Đức, vân 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 hay là nước Mỹ. Ok, gọi cho tổng thống Đức đúng không? Tổng thống Đức. Ok. Vừa rồi Biden nói, Biden hay Biden vừa rồi nói hay là Trump nói hay. Hey Đức, mày nói chung thì nói chung á thì để không có chiến tranh thứ năm thứ 10 xảy ra hay là những chiến tranh thứ ra kế tiếp Tao bảo vệ mày. Ok, mày đem đi mày bán giúp tao ok không chỉ vậy nữa gọi luôn cho thằng uh, gọi cho thằng nhật nghe nhật ok mau golf mau golf ok mau golf mày có 141 trăm bốn bitcoin à, tao tao biết là bao nhiêu bitcoin sẽ trả cho những người nhỏ và lẻ ok những con kiến ở ngoài xã hội và bao nhiêu bitcoin là mày trả cho quỹ này quỹ nọ nhưng bây giờ mày cứ đẩy câu chuyện ra mày xả hết cùng một lúc đi mày xả hết những cái số lượng đó 141 trăm bốn bitcoin mày cứ xả như vậy mày đẩy những câu chuyện đó ra để giá nó sập hơn chút xíu để tao thu gom chứ không có gì hết À, vân vân và vân vân là quá trùng hợp như vậy ok nhưng mà có một người khôn đã đứng lên nói ô sao mày ngu như vậy mày có cái máy in mày in được tiền măng mối gì mày bán cái tài sản hiếm nhất trong lịch sử là người bitcoin nó sẽ là cái tiền điện tử sẽ được sử dụng trên trong toàn cầu Cân nhắc cưng nhắc chuyện đó sẽ xảy ra nó sẽ có mặt trong trái đất này trong những trăm năm ngàn năm kế tiếp nó là tài sản thay thế số nhiều tất cả những tiền tệ trên toàn cầu, tiền tệ vẫn còn tồn tại nhưng nó sẽ lấy phần trăm rất nhiều. tất cả những tài sản trước đây đầu tư vô cổ phiếu, cổ phần, Lưu mì, lúa gạo, vàng, bạc, kim cương, ngọc sàn bất động sản, vân vân sẽ chạy vô bitcoin. tất cả những người gọi là những người tỷ phú đô la lớn nhất thế giới này á, người ta đã nhảy vô trò chơi. công ty này, công ty đó nhảy vô, ok. tất cả những nhà băng lớn nhất trên thế giới đã nhảy vô trò chơi mua bitcoin và nắm giữ. nước mỹ, giờ switzerland, vân 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 và vân vân thì tại sao nó gọi là đây là một cái thứ giả mạo mà tại sao nó cạnh tranh để nó lấy với nhau tại sao ông ông Donald Trump phải thay đổi cái câu chuyện là bây giờ chấp nhận chấp nhận Bitcoin 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 để lấy được cái 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 bầu cử của 25% tất cả những con người đang sở hữu uh, ở nước Mỹ ngay bây giờ là đâu khoảng 25% con người đang sở hữu Bitcoin vân 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 thì để nó lấy được những cái bầu cử đó nó phải đánh chống thổi kèm vào Bitcoin nó ok Donald Trump ra tuyên bố là, là số lượng Bitcoin còn lại nó muốn đào 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 tại Mỹ chứ không phải là đào ở đâu ở đâu hết tại sao ok ETF ở nước này mở cửa ETF của nước kia mở cửa ETF nước của nước nọ mở cửa và tất cả những nhà băng mà lớn nhất thế giới ngay bây giờ đang dính dán vô Bitcoin ok oh mở cái ETF này mở cái ETF kia tao mở cái uh, uh, tao là một nhà băng lớn ok tao sẽ mở một cái sàn này để mày có thể giao dịch ok Ethereum và BTC vân 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 và vân vân và tiền điện tử và cái lý do mà Bitcoin là tài sản hiếm nhất uh, gọi là gọi là uh, có nhiều giá trị nhất trong lịch sử loài người bởi vì sao nó hiếm nhất cứ 4 năm như vậy nó giảm phần trăm. Bất cứ một cái thứ gì nó đẩy vô hệ thống. Ít nhất, ít nhất trên toàn cầu thì nó có giá trị nhất. Mình đi sâu, mình kể cho bạn những cái 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 câu chuyện tại sao là Bitcoin. Nó là cái tài sản hiếm nhất trong lịch sử là người tại sao như vậy. Phân tích dựa theo logic, dựa theo kỹ thuật, dựa theo những cái người đang lãnh đạo cái thị trường Bitcoin này trên thế giới đó là những chức xám của những người đó. Mình học của họ, mình chỉ là một người học sinh vớ vẩn, mình học của họ nọ rồi mình đem đi lan tỏa cho bạc. Tại sao vàng nó có nhiều giá trị hơn bạc? Bởi vì thằng vàng á nó đẩy vàng đẩy vô hệ thống á, ít hơn bạc. Tại sao kim cương nó nó có giá trị hơn vàng? Bởi vì nó đẩy vô hệ thống ít hơn vàng. Nhưng mà kim cương nó có rất nhiều nhưng mà nó chủ yếu là đẩy vô hệ thống ít hơn bởi vì giá kim cương nó nó gọi là kim cương nó 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 nó, nó mắc hơn vàng và thằng vàng nó mắc hơn thằng bạc và bây giờ mình có một tài sản mới là bitcoin bitcoin nó đẩy vô hệ thống như vậy ít hơn tất cả những tài sản trong lịch sử loài người thì bởi vì vậy nó 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 đã nó đã giao dịch 11.000 tỷ lần như vậy nó vượt qua hệ thống visa vân 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 và vân vân không có một người ceo không có một người tòa nhà để thư kiện không không có một địa chỉ để 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 gửi một cái văn bản thư kiện vân 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 và vân vân như vậy cái này thì mình sẽ sử dụng đây 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 Ok, văn bản, văn bản, văn bản Xả 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 xả, đứt, đứt, xả 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 Trong cái gì Ok, cùng lúc với Mao Gop Của thằng Nhật xả Ờ, à, thằng là thằng, thằng Đức, thằng Đức như vậy Thằng Nhật như vậy Nó nằm trong cái nhóm nào của thế giới Ở trên thế giới này nó có hai nhóm Thì nó nằm trong cái nhóm nào có vừa rồi là vừa rồi là nó nó ngồi với nhau rồi nó 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 gọi với nhau nó nó nó, nó ra một cái bàn luận để làm sao để tao lấy được cái số lượng còn lại bitcoin trên thế giới này bởi vì bây giờ tao biết Hồi đó đến giờ là 50 năm vừa rồi Tao biết cái đồng tiền tệ của tao là đồng tiền giả Nhưng tao dùng mu mẹo Ok Đòn bảy Vân 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 Để tao tao vẫn còn giữ cái giá trị nó được là đồng tiền đô la Nhưng ngay bây giờ là rõ ràng là Trên thế giới đang giảm Sử dụng tiền đô la Thì bây giờ là Tao buộc tao, tao phải lấy hết cái số lượng bitcoin còn lại Hay là dụ làm sao cho những người Thiếu kiến thức đem đi bán đi Bán bitcoin đi rồi đầu tư vô những cái đồng meme coin hay là những cái em NFT chuẩn bị tới đây nó nó sẽ rất là nổi NFT á, những cái hình này hình nọ. Ok. 2023, 2024, final 2023 hả? Final check out. Nó lắc 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 đến gì vậy? Nó lắc để bạn rời, bạn rời đi nghe nó rắc lắc 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 để bằng rời cái thị trường đi trước khi nó bơm lên để nó chốt đơn 2023 sau khi nó lắc bạn ra, bay một cái vèo đi lên, 2024 nó lắc bao nhiêu người sẽ bị lắc ra ngoài thị trường? Ok, yeah. ông nói ông không có rời cái thị trường. Vừa rồi với mày khoảng sợ, hoảng sợ, đúng không? Hoảng sợ, hoảng sợ. Hai chục ngàn bitcoin đã rời sàn trên toàn cầu nhắc nhở nữa đây là một cái video cho những người nào giao dịch tiền điện tử phải coi. Sau đó sau đó bỏ thời gian ra xác thực nếu bạn muốn thành cuộc chơi. Và đây mình sẽ cho bạn hồi nãy mình có hứa hẹn đúng không? Lúc giá BTC rất xuống 38.2% thì bạn có thể chào mừng thị trường gấu quay lại, có nghĩa là sắp đổ rồi, phá sản phá sản chạy 38%. Ngay bây giờ cái sự sụp đổ nó chỉ có 27% thôi nếu 27% mà chịu không nổi tim muốn rất ra ngoài lòng ngực thì bạn không đáng để chốt 500% gọi là 500% trong những cái những cái tuần tiếp theo bạn không đáng để chốt 5.000% trong những cái tuần tiếp theo có nghĩa bạn là những người yếu đuối và những người yếu đuối trái đất này rất công bằng những người yếu đuối thì bạn chỉ có nghèo chỉ có những người mạnh mẽ thì mới có giàu sang 38% 38.2 chừng nào 38.2 mình cho bạn luôn cái đề, đề của mình bear market 38.2 sập 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 thì, thì cái thị trường gấu thường thường nó sẽ xuất hiện lại lúc giá BTC sập xuống 38.2 còn ngay bây giờ thì để mình coi từ 38.2 thì nó xuống khoảng bao nhiêu nha nó xuống khoảng cỡ 44.000 nếu 44.000 43.000 xảy ra thì chào mừng cái con gấu sẽ quay lại và bạn sẽ cảm nhận một cái delay của thị trường thị trường châu có nghĩa là cái thị trường châu á nó sẽ không xảy ra cũng giống như mình đã cung cấp cho bạn, nó sẽ kéo dài hơn nữa. Nhưng rõ ràng trước khi con giá 44 và 43 như vậy, nó có một cái con giá nằm trên đó mà tất cả những người nằm trong nền tảng của mình đã có 191 ngày vừa rồi. Nếu nó chạm được cái con giá đó, thì cái chiều trường gấu nó sẽ có mặt ở đây luôn chứ không phải vớ vẩn tới 40 tới 48 gọi là không phải đợi chừng nào nó rớt tới 44.000 43 43.000 thì nó mới là cấu. Nó có một con số khác nữa nằm trên hai con số này. Những người trả phí cho cái nền tảng không cần nói cái con số đó. Nhưng nó là vậy. Vậy thôi, mình sẽ ngừng và mình sẽ có 5 phút để trả lời tất cả những câu hỏi mà bạn thắc mắc thì mình sẽ dành 5 phút kế tiếp để trả lời câu hỏi cho bạn. Rồi sau đó là mình sẽ làm ra cho mình đẩy cho bạn cái video mới nhất của BTC Ngay hồi sáng mình đã đẩy cho bạn một cái rồi Nhưng nó có một sự chỉnh sửa Vừa rồi như vậy Mình cho bạn bốn thứ phải xảy ra để nó bay lên Những con giá đã thay đổi thêm một lần nữa Dựa theo con giá ngay bây giờ nó đã thay đổi thêm một lần nữa Bởi vì vậy cái thị trường này đã thay đổi hàng giờ năm thứ phải xảy ra ở trên đây Thì con gò, con trâu mới quay lại Còn không có là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp Trong cái video kế tiếp mình sẽ gửi cho bạn Những sàn Binance ngay bây giờ đang bị, đang bị lỗi Nó lỗi rất nhiều cho là một ví dụ là ngay bây giờ là mình đang có một cái đồng Doge. Mình đang đã đánh, đánh định lon. Và nó đang chạy ngon lành như vậy. Vừa rồi như vậy. Mình là người trải nghiệm nó luôn. Đánh định long Mình đã đang được ba mươi mấy, bốn chục phần trăm thắng rồi. Sau đó là mình vô thêm một cái lệnh nữa. Thì lúc mình vô như vậy là mình đại không phải là cài đặt cái giá market để để không để để tiết kiệm không tốn phí đúng không mình cài đặt một cái giá chờ như vậy mà tự nhiên là nó đá nó 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 vô cái lệnh đó luôn cái lệnh thứ hai nó vô luôn rồi sau đó cái lệnh đầu tiên ấy, nó rửa ra, nó đóng. Lỗi rất nhiều trên cái sàn Binance ngay bây giờ. Và không chỉ vậy nữa, gọi là rõ ràng là vừa rồi nó thay thế CEO. Nó thay thế CEO. Thì bởi vì vậy, nghe gọi là có thể là những nền tảng khác. Gọi là nếu giao dịch tương lai thì có thể là Bybit. Nha, Bybit là cái nền tảng bạn nên sử dụng.